Nếu ta không tu hành bát nhã ba la mật đa thì không thể được phương tiện thiện xảo, vượt các bậc thanh văn độc giác vân vân. Nếu có các việc bần cùng vân vân như vậy thì không đủ thế lực giáo hóa hữu tình, cũng không thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, huống gì đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này thường suy nghĩ, ta không nên lệ thuộc thế lực của sự san tham. Nếu lệ thuộc thế lực ấy thì việc bố thí ba la mật đa của ta không được viên mãn. Ta không nên lệ thuộc thế lực của sự phá giới. Nếu lệ thuộc thế lực ấy thì tịnh giới ba la mật đa của ta không được viên mãn. Ta không nên lệ thuộc thế lực của sự sân giận. Nếu lệ thuộc thế lực ấy thì an nhẫn ba la mật đa của ta không được viên mãn. Ta không nên lệ thuộc thế lực của sự giải đãi. Nếu lệ thuộc thế lực ấy thì tinh tấn ba la mật đa của ta không được viên mãn. Ta không nên lệ thuộc thế lực của sự tán loạn. Nếu lệ thuộc thế lực ấy thì tịnh lự ba la mật đa của ta không được viên mãn. Ta không nên lệ thuộc thế lực của sự ngu si. Nếu lệ thuộc thế lực ấy thì bát nhã ba la mật đa của ta không được viên mãn. Nếu sáu pháp ba la mật đa của ta không được viên mãn thì hoàn toàn không thể đắc trí nhất thiết trí, không làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát này không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, biết dùng vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi. Được như thế thì đến đời vị lai sẽ gặp pháp làm lợi ích thù thắng, tạo công đức cho thế gian và xuất thế gian. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này thật là kỳ lạ hy hữu, có thể điều phục Đại Bồ Tát xa lìa tâm cống cao, lại hồi hướng về trí nhất thiết trí. Khi ấy Phật dạy trời Đế Thích: Kiểu thi ca, sao gọi là bát nhã ba la mật đa thật là kỳ lạ hy hữu, có thể điều phục Đại Bồ Tát xa lìa tâm cống cao, lại hồi hướng về trí nhất thiết trí. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi các Đại Bồ Tát hành bố thí ba la mật đa thế gian, nếu đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát độc giác thanh văn, kẻ cô đơn bần cùng già yếu bệnh tật lỡ đường ăn xin mà thực hành bố thí, lại suy nghĩ, ta có thể cúng dường cho chư Phật, cho đến bố thí người ăn xin, thì Đại Bồ Tát này không dùng phương tiện thiện xảo, tuy có hành bố thí ba la mật đa mà lại khởi tâm cống cao, không thể hồi hướng về trí nhất thiết trí. Các Đại Bồ Tát hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa của thế gian lại nghĩ như vậy: ta có thể hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Cũng lại nghĩ, ta có thể viên mãn tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Thì Đại Bồ Tát này không dùng phương tiện khéo léo, tuy hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, mà lại khỏi tâm cống cao, không thể hồi hướng trí nhất thiết trí. Như vậy cho đến khi các Đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lại nghĩ như vậy: ta có thể tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng lại nghĩ, ta có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thì Đại Bồ Tát này không dùng phương tiện thiện xảo, tùy tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà còn khởi tâm cống cao, không thể hồi hướng trí nhất thiết trí. Khi các Đại Bồ Tát thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, nếu có suy nghĩ, ta có thể thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, người khác không làm được điều này, thì Đại Bồ Tát này không biết dùng phương tiện thiện xảo, tùy thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mà còn khởi tâm cống cao, không thể hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, chúng Đại Bồ Tát như thế, chỉ đem tâm thế gian mà tu hành các thiện pháp, chứ không biết dùng phương tiện thiện xảo nên còn chấp ngã ngã sở, tâm trí rối loạn nên tuy có tu hành bát nhã ba la mật đa nhưng chưa chứng đắc, vì không điều phục được tâm cống cao, cũng không hồi hướng về trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, khi các Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa xuất thế, khéo tu bát nhã ba la mật đa nên không thấy người cho, không thấy người nhận, không thấy có vật để cho, thì Đại Bồ Tát này biết ý chỉ vào bát nhã ba la mật đa mà hành bố thí,
Vì thế đều phục được tâm cống cao và hồi hướng về trí nhất thiết trí. Nếu khi Đại Bồ Tát hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất thế, khéo tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa nên không thấy đắc tịnh giới cho đến Bát Nhã và tất cả pháp, thì Đại Bồ Tát này biết ý chỉ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã, vì thế điều phục được tâm cống cao và hồi hướng về trí nhất thiết trí. Như vậy cho đến nếu khi Đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà khéo tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên không thấy đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và tất cả pháp, thì Đại Bồ Tát này biết ý chỉ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì thế điều phục được tâm cống cao và hồi hướng về trí nhất thiết trí. Nếu khi Đại Bồ Tát thành thục các hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, khéo tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên không thấy có việc thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật và tất cả pháp, thì Đại Bồ Tát này biết y trì vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Vì thế điều phục được tâm cống cao và hồi hướng về trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này nên còn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thật là kỳ lạ hy hữu, có thể điều phục chúng Đại Bồ Tát xa lìa tâm cống cao, lại có thể hồi hướng về trí nhất thiết trí. Phật dạy trời Đế Thích, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mà không rời tâm trí nhất thiết trí, biết dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tình cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này, thân tâm an lạc, không bị những tai họa ngang trái não hại. Hoặc nếu có ở trong trận đấu giao chiến nhau mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ bi hộ niệm các hữu tình, thì không bị gươm đao làm tổn thương. Đối với phía oán địch đều khởi từ tâm, nếu khởi ác tâm thì tự nhiên bị thua trận. Các thiện nam thiện nữ vân vân này, nếu ở trong trận chiến mà bị thương bởi gươm tên hoặc mất mạng thì điều đó không có. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, biết dùng vô sở đắc làm phương tiện, luôn luôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể chiến thắng tham sân si mạn ác kiến, tùy miên ác nghiệp, triển cấu các loại đao trượng, cũng có thể trừ khử tham sân si mạn ác kiến, tùy miên ác nghiệp, triển cấu các loại đao trượng của người khác. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào, đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, biết dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, điều truyền rộng rãi, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này không bị tổn hại bởi tất cả thuốc độc, trùng độc, quỷ mị, chú ếm, chú thuật, đao trượng, ác thú, oán tặc, ác thần, nước không nhận chìm, lửa không đốt được, và các tà ma yêu quái không làm tổn thương được. Vì sao? Kiểu thì cả, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là đại thần chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là đại minh chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vô thượng chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vô đẳng đẳng chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vua trong tất cả chú, tối thượng tối diệu, không có gì bằng, đầy đủ đại oai lực, có thể điều phục tất cả. Vì thế các thiện nam thiện nữ vân vân phải tinh cần tu học vô chú này, thì mình không bị hại, người khác không bị hại, cả hai không bị hại. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân học Bát Nhã Ba La Mật Đa này, hiểu rõ mình người và cả hai đều bất khả đắc. Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này khi học đại vương chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đó mà không thấy ngã cho đến người thấy, không thấy sắc cho đến thức, như vậy cho đến không thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì đối với ngã vân vân vô sở đắc nên mình không bị hại, người khác không bị hại, cả hai không bị hại. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, khi học đại vương chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, đối với ngã và pháp,
dùng bút sở đắc mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, quán tâm hành sai khác của các hữu tình, tùy theo căn cơ mà chuyển pháp luân vô thượng, giúp ai tu hành theo lời thuyết giảng sẽ được lợi ích lớn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ, vị lai hiện tại đều đối với vua đại thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy mà tinh tấn tu học, đã đang và hiện tại chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu cứu độ vô lượng chúng sanh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này mà không xa lìa tâm chính nhất thiết trí, biết dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết điều truyền rộng rãi, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này dù cư trú nơi thành ấp nào, nước nào, cũng không bị người chẳng phải người làm tổn hại bởi tất cả tai họa ngang trái hay bệnh tật. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này dù ở chỗ nào đều được chư thiên nơi 3.000 đại thiên thế giới khắp 10 phương, vô lượng vô số vô biên thế giới như tứ đại thiên vương cho đến chư thiên trời xa cứu cánh, cùng với các dòng thần Atula vân vân thường đến ủng hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không để cho đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa bị tai nạn. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào viết đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đem để nơi thanh tịnh, luôn luôn cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, mặc dù không lắng nghe thọ trì đọc tụng, nên cần tu học suy nghĩ đúng lý, cũng không vì người khác mà khai thị phân biệt, nhưng tại thành ấp đô thành nước đó không bị người chẳng phải người làm tổn thương bởi tất cả tai họa ngang trái hay bệnh tật. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, dù ở chỗ nào cũng được tứ đại thiên vương ở 3.000 đại thiên thế giới và chư thiên ở khắp 10 phương vô lượng vô số vô biên thế giới cho đến trời sắc cứu cánh, cùng với các dòng thần Atula vân vân thường đến ủng hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không để cho đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa bị tai nạn. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này chỉ biết chép đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa để ở nơi thanh tịnh mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hiện tại còn được pháp lợi ích thù thắng như thế, cũng chỉ là lắng nghe thọ trì đọc tụng, tình cần tu học suy nghĩ đúng lý và khai thị phân biệt cho người khác, nên biết công đức này vô biên, mau chứng đắc bồ đề làm lợi ích tất cả. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào sợ hãi oan gia ác thú, tai họa trù yếm, tật dịch thuốc độc, bùa chú vân vân thì nên viết đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, tùy theo nhiều hay ít, để trong đáy sạch sẽ thơm tho, hoặc để trong ống quý báu, luôn luôn đem theo bên mình mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các điều sợ hãi ấy tự nhiên tiêu trừ, còn được trời rồng quỷ thần thường hộ trì.